Chiều nay ngày 22 tháng 5, Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Tại kỳ điều hành chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh tăng. Theo đó, giá xăng E5 tăng 350 đồng một lít, giá mới là 20.480 đồng một lít. Xăng A95 tăng 490 đồng một lít, giá mới là 21.490 đồng một lít. Dầu diesel tăng 300 đồng một lít, giá mới là 17.950 đồng một lít. Như vậy là sau 3 phiên giảm giá liên tiếp trước đó, từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu đã bật tăng nhẹ trở lại. Kỳ này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, tuy nhiên thực hiện trích lập vào quỹ các mặt hàng xăng ở mức 300 đồng một lít.